Ý thì nó là như thế này. Cái câu chuyện của tôi muốn trình bày với lại các anh các chị trong ngày hôm nay ấy, thì nó liên quan đến anh Châu Quỳnh. Thế liên quan đến anh Châu Quỳnh thì hôm nay thì anh Châu Quỳnh anh có 20 phút cuối của cái live stream nhà anh ấy nói là Không thể đề nghị lại ạ. đề nghị nói riêng đối với anh Phan Kham là mọi vấn đề ở trên mạng thì nên giải quyết bằng trên mạng thì vấn đề nó nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng mà cái vấn đề cơ bản nhất là tôi thấy được, tôi ngửi được cái mùi này rất trước ở ở cái live, tôi ngửi trước được rồi, và cái biểu hiện của nó ấy, là ở cái live stream mà của cái thằng 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 Sài Gòn Vo Ve nó đưa lên, và coi như là tôi cũng không xem live của nó, nhưng mà tôi nghe được ở cái chỗ anh vợ thằng Hổ của anh ấy cắt ra. Thế trong cái câu chuyện của vợ thằng Hổ nó cắt về ấy, thì là cũng có nhiều người cũng chuyển cái đoạn cắt ấy đến cho mình, thì tôi mới thấy một điều là như thế này này, nhận định của tôi là rất đúng. Và tôi nhắc lại với các bạn, tôi không ngồi khoe hay là tôi không phải, mà tôi cứ cho tôi nói phét tí đi, mẹ tôi cũng có quyền tôi bốc phét chứ. Ở cái chỗ là tôi đã bảo từ giờ đi tôi không tung hoa mướp mà tôi ném đá hoa bèo, thì lần trước tôi đã ném một lần rồi thì đã có người coi như đã lên bạch hóa tôi rồi, lần này tôi ném nốt một cái hòn đá nữa vào cái ao bèo thì người ta bảo người ta kiện tôi. À, thế thì ở đây tôi nói sẵn một điều tôi nói là như thế này, tại sao tôi lại vu khống như thế, từ cái chữ bò đỏ, à từ cái chỗ cờ đỏ sang thành bò đỏ. Và cái điểm nhấn của cả toàn bộ cái like ấy là chữ bò đỏ, không phải là chữ cờ đỏ, mà chỉ cần một chữ cờ đỏ thôi, bò đỏ thôi, thì tất cả những cái câu chuyện mang tính chất xuyên suốt cái sự việc trong cái câu chuyện ngày hôm live stream ngày hôm trước của tôi, các anh các chị không để ý, nhưng mà thật ra đấy là một cái dấu hỏi rất lớn. Nếu như mà người nào thông minh hay là một người nào ngẫm cho nó thật kỹ thì đấy là ý đồ của tôi, tôi nói thẳng một điều thế. Thì tôi mới đặt câu hỏi ngược lại với các anh các chị là như thế này, cái câu chuyện Châu Huỳnh làm trung gian cho Sài Gòn Vo Ve với lại Lâm Thọ Hải về cái câu chuyện là gỡ ảnh nọ gỡ ảnh kia, không nên nọ không ảnh kia, tức là cách nhìn của hai người đều là đúng, thì các anh các chị phân tích tại làm sao nó đề nghị như vậy vậy mà nó không bao giờ, nó nhờ những người như Mạnh Linh, nó nhờ những người, thậm chí kể cả nó có thể nói thẳng với thằng Lâm Thọ, vì trước đấy thằng Sài Gòn Vo Ve nó đã lên chỉ đích danh chính xác thằng Châu Huỳnh là thằng dân chủ cuội. Mày có phản ứng gì về những cái câu nói ấy không? Mày có đi kiện nó về cái câu chuyện đấy không? Ừ. Hay nó nói đúng, còn tao bây giờ tao nói như thế là sai hả? Mày giả nhời được câu hỏi ý đi thì ta sẽ trả nhời cái câu hỏi bò đỏ cờ đỏ. Và tôi nói thẳng với các anh các chị là có thể là tôi nghe nhầm, nhưng cũng có thể là người ta nói như thế và người ta bỏ đi rồi thì sao. Nên là các chị nên đặt một cái dấu hỏi là đây không phải là cái quan trọng của cái câu cờ đỏ bò đỏ, mà bây giờ các anh các chị thấy được cái sự tương quan quan hệ của tôi với lại Châu Huỳnh và thằng Sài Gòn Vo Ve với Châu Huỳnh nhá, để đánh giá cho nó chính xác cái nhận định của Châu Huỳnh về tôi và nhận định của Châu Huỳnh về thằng Sài Gòn Vo Ve, và phương pháp hành xử của Châu Huỳnh đối với tôi và phương pháp hành xử của Châu Huỳnh đối với Sài Gòn Vo Ve. Mà tôi dẫn dắt câu chuyện đấy là từ cái câu chuyện Cao Văn Dương. Trong cái câu chuyện của Cao Văn Dương thì anh hành xử như thế nào tôi không biết. Đấy Ừ, còn tôi không biết, tôi không quan tâm bản thân tôi.
thì là một người không, anh không bao giờ anh tôn trọng tôi cả. Tôi vẫn đặt một cái giả thiết là Cao Văn Dương thừa sức biết được số điện thoại của tôi. Tôi không phải nói, nhưng mà cái sự thật là trong danh bạ điện thoại của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có hẳn tên tôi, có hẳn số điện thoại của tôi, và có những cái thời điểm ý, ở nguyên tắc ý, làm việc ra làm sao không bao giờ được ngắt điện thoại khi người ta gọi đến. Tất nhiên là bây giờ tôi về hưu rồi, cái đấy nó không có hiệu lực nữa. Thế thì cái thằng Cao Văn Dương này, nó là người nó tìm ra được Vinakip, Vinakeo, nó biết hết đích danh họ hàng tên tuổi anh em nhà tôi làm gì ở đâu, nó biết hết. Thì làm gì nó không biết cái ông San Kham này tên tuổi ra làm sao và số điện thoại là như thế nào. Mà cái ông chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là em ruột tôi, tại sao nó lại biết? Thì nó thừa biết được tôi, nhưng tại làm sao nó lại nói với tôi rằng Châu Huỳnh là người cho số điện thoại? Thế thì tôi nói với các anh các chị là như thế này này. Thế thì nó đã liên hệ được với lại Cao Văn Dương từ lâu rồi đúng không? Bằng Trần đã đưa ra một cái câu chuyện là như thế rồi. Thế nó đã hỏi ý kiến tôi chưa về cái chuyện cho thằng Cao Văn Dương số điện thoại mà nó tự động nó cho, nó không hề nói với tôi một tí nào. Còn tôi hành xử với lại Cao Văn Dương ra làm sao tôi không bao giờ tôi nói trên không gian mạng. Tôi không nói. Nội dung câu chuyện tôi không nói. Mà Châu Huỳnh lại là người có quyền đi nói với mọi người là Cao Văn Dương xin lỗi nọ kia thứ. Bây giờ người ta đưa ra, người ta chứng minh rằng Cao Văn Dương là không xin lỗi. Còn có những cái người bắn tin cho tôi là bảo là tôi có bằng chứng đây, đấy là thằng Huy Vũ. Tại sao đến bây giờ thằng Huy Vũ lại nói là không có? Các anh các chị nên nhớ một điều rằng là như thế này. Khi mà thằng Thái Quốc Thọ nó lên cái live stream, nó bảo bây giờ chúng mày phải đoàn kết với nhau, thì cái chuyện chúng tôi đoàn kết với nhau không đoàn kết với nhau thì tôi đã phân tích rất nhiều ở trong câu chuyện. Trong tất cả live stream của tôi đều nói thôi các anh các chị bỏ cái riêng tư đi để nói một cái chung. Nhưng cái mức độ riêng tư của các anh trên không gian mạng với ở bên ngoài nó khác nhau quá. Cái vấn đề cơ bản, một cái dấu hỏi lớn nhất là cái thằng nó chửi mình ra giả, mày là thằng em của thằng Dân Chủ Cuội, mày là thằng Việt Tân, mày là thằng phản động này, tao bảo mày thế, mày dám làm gì được tao không? Mà lại vẫn cứ kết bạn Zalo với nó để mà đi làm sứ giả cho nó trong cái câu chuyện này. Thì tôi thì như thế nào? Và tôi đưa cái phản ứng ấy ra thì anh ấy nói là lần này tao chỉ gọi mày là anh thôi nhá, còn lần sau gọi bằng thằng cái gì hay là gọi bằng bố. Các anh các chị trả lời cho tôi câu hỏi đi. Thế rồi nếu như mà không như vậy, để cho Sài Gòn Vo Ve nó bắt anh em chúng ta phải đoàn kết với nhau, tôi chung quan điểm chống lại luận điệu xuyên tạc của thằng Hoàng Duy Hùng, nhưng tôi không chung quan điểm kiểu đi đêm như thế. Và bây giờ anh nói muốn công khai trên không gian mạng thì anh công khai tất cả những cái việc anh trước đi. Tại sao anh có cái trò đi đêm với người nọ, đi đêm với người kia để anh nó bung ra rồi mọi người phản ứng rồi anh lại chống chế theo kiểu nọ kiểu kia? Tôi nói thế đấy. Nên là cái câu chuyện này là câu chuyện đặc biệt lưu ý ở cái chỗ là các anh các chị có xúm vào chửi tôi, tất cả đều dính vào cái bẫy của thằng Sài Gòn Vo Ve hết. Không thì các anh các chị là người mắt tay với Sài Gòn Vo Ve, hay là thằng Sài Gòn Vo Ve nó cầm cái trong cuộc chơi này. Tôi nói thẳng như thế. Nên các anh các chị muốn suy nghĩ như thế nào, biểu hiện ra làm sao thì tôi, như ở đây tôi nói như thế, tôi phân tích sự việc như thế để tôi muốn nói lại với anh Châu Huỳnh một cái điều là như thế này, này. Vâng, tôi sẵn sàng, tôi nhận tôi là tôi xuyên tạc. Thì không phải là về cái chữ bò đỏ và chữ cờ đỏ nhá. Nhưng mà cái sự xuyên tạc ấy không thể gọi là súc vật được nhá. Còn bây giờ các anh các chị nhắm vào tôi mới nhắm vào anh biên lại, nói là ai xuyên tạc là súc vật. Tôi hỏi anh Châu Huỳnh là tôi xuyên tạc cái gì? Tôi xuyên tạc cái gì?
Từ xưa giờ tôi xuyên tạc cái gì? Khái niệm xuyên tạc dùng cho những trường hợp nào? Rõ ràng các anh các chị nhảy bổ lên chửi tôi trước chứ. Tất cả mọi người đều nhảy bổ lên chửi tôi trước chứ. Tôi có động chạm đến các anh các chị tí nào đâu. Tại sao các anh các chị cứ thích chửi tôi là thế nào? Không Và đối với tôi lúc này, nó chả quan trọng gì đâu. Muốn chửi thế chửi nữa cũng chả làm sao cả. Nhưng cứ càng chửi đi, càng lộ cái bản chất của mình ra. Thế thôi. Thế thì nếu như người nào khôn, người ta thấy những cái mà coi như cái hành xử như thế là nó rất bất lợi cho phong trào, thì các anh các chị phải dẹp nó lại. Chứ đừng lên biện hộ bảo tôi thấy như thế là đúng tôi làm. Thì cái ông thấy là đúng thì ông làm theo nó. Thế còn cái nó nói ông vì sai thì tại sao ông chửi nó? Thế mà đối với tôi cái là ông dọa ngay, nếu mà không thanh minh, nếu không đưa ra bằng chứng thì ông sẽ kiện, rồi ông sẽ thế lọ thế chai, ông sẽ bạch hóa tôi, bạch hóa mẹ cái thằng Sài Gòn vo ve trước kia kìa, bạch hóa thằng Cao Văn Đương trước đi kìa nhá. Đấy, tôi là tôi rất là mạnh bạo trong cái câu chuyện này, mà tôi cũng chả cần ai ủng hộ đâu. Trong câu chuyện này tôi không cần ai ủng hộ cả, nhưng mà tôi bảo tôi ném một hòn đá nữa xem thử bèo nó tụ đến đâu. Các anh các chị lại nhao nhao lên. Còn cái câu chuyện thằng Lâm Tọa Hải thì anh bên này cũng vừa mới nói vừa rồi rồi, tôi cũng chả cần phải nói lại nữa, tôi không cần nói lại nữa. Nhưng mà cái mà tôi bảo tôi không bao giờ tôi bỏ qua cái trường hợp thằng Lâm Tọa Hải ở chỗ đấy, ở những cái ý mà nó phản động hơn cả cái ý kỳ thị dân tộc theo điều 5 hiến pháp đấy, là nó động chạm đến cá nhân chúng tôi. Chứ còn những cái câu chuyện nó bảo nó đi học nghị quyết để mà mình xác định Mỹ là kẻ thù trước mắt, còn kẻ thù lâu dài là Trung Quốc nó kia, rồi đến bây giờ tất cả các anh các chị cũng vẫn theo một cái guồng kỳ thị chẳng, coi như để cho đưa ra những cái luận điệu mà để cho người ta hiểu rằng nước Mỹ vẫn là tốt hơn nước Trung Quốc. Thì người ta đã bảo rồi, không có nước nào tốt hơn nước nào cả. Cái vấn đề độc lập, tự chủ của người Việt Nam vẫn là cái quý nhất. Thì cái đấy tôi không phân tích nhiều nữa. Chứ còn cái thái độ miệt thị của nó đối với chúng tôi như thế mà các anh các chị đi ủng hộ thì tôi cũng thấy lạ. Thế còn bây giờ lại còn có một cái trường hợp mà tôi không thèm nhắc đến tên nữa rồi, mà bây giờ lại lên lại bảo dưỡng mõm cái mả cụ như mày nữa. Mày đi bảo dưỡng cái mõm nhà mày trước đi nhá. Mình thì mình cũng chẳng nghe đâu, mình chỉ nhìn cái đầu đề nói như thế thôi. Còn chúng mày cảm thấy nó ngứa mắt quá, chúng mày cảm thấy không thế nào là làm như thằng Sài Gòn vo ve kiện. Có cái gì đâu mà đơn giản, tôi đã nói rồi, đây là câu chuyện đi ra pháp luật, đến giai đoạn nó đi ra pháp luật rồi. Chứ còn tôi thì tôi chả sợ là thằng Châu Hình nó kiện tôi đâu. Bởi vì làm sao? Bởi vì có nhiều thằng thóa mạ nó kinh khủng hơn nhiều, mà là kẻ thù của nó còn chưa dám kiện. Thì đến bây giờ đối với tôi là coi như là những cái người mà được một cái người thứ ba là tin tưởng về chính trị, chả nhẽ nó đi kiện tôi. Các anh các chị nghe nó nói lúc đó là không bình tĩnh thôi. Nhưng mà cái bản chất sự việc tôi muốn nêu ra để cho mọi người lý giải. Bây giờ tôi nói các anh các chị cứ cho thằng Châu Huỳnh nó đúng. Nhưng mà các anh các chị lý giải cho tôi xem tại làm sao thằng Châu Huỳnh nó lại có số, nó liên lạc với thằng 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 Sài Gòn vo ve để làm gì? Để làm gì? Để đến bây giờ thằng Sài Gòn vo ve lại lên cái giọng kể cả là không gian mạng, tôi không lên không gian mạng mà tôi đề nghị các anh các chị đoàn kết. Ai đoàn kết với ai? Đoàn kết với thằng Sài Gòn vo ve, hay là đoàn kết với thằng Châu Huỳnh, hay là đoàn kết với Châu Huỳnh rồi thì cũng là đoàn kết với Sài Gòn vo ve. Phải nghĩ sâu một cái sự việc nó như thế. Thôi bây giờ tôi chỉ nói như thế đối với lại anh Châu Huỳnh nhá. Thì nên là này, cái kết cục thúc câu chuyện này ấy, thì tôi sẽ giải quyết như thế này cho nó yên ổn thỏa nhất này. Tôi sẽ gỡ cái clip kia đi. Tôi sẽ ẩn cái clip và tôi nói là anh là nói chữ bỏ đỏ đi. Để cho mọi người hiểu rằng
Tôi là người vu khống đường Châu Huỳnh, được chưa? Xin lỗi, tôi không xin lỗi. Thanh minh thì tôi không thanh minh. Tôi gỡ cái clip ấy đi. Còn cái hành xử của anh như thế nào thì tùy. Chứ anh đừng nói là anh dọa, là anh kiện tôi, hay là anh bạch khóa tôi, hay là anh mổ băng tôi. Làm đi, không làm là hèn nhá. Thôi đây, câu chuyện của tớ thế thôi, tôi nhường lời lại tất cả cho những cái vị khách này vào sau lên nói chuyện tiếp. Thế là chào biên ải, đến bây giờ cũng 11:30 rồi, chuẩn bị nghe tí ấy, xong ngủ. Thế đề nghị với các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị là cho phép em là coi như trốn khỏi cái cuộc chơi, cái diễn đàn nhà ông biên ải. Vâng. Ngắn gọn thế thôi. Và...